Trưa ngày hôm nay thì bên nhà bảo đã tiếp tục về thêm 500 cây đội gạch cho quý anh chị mình á, đi làm công trình cũng như là gia đình á, thì mình có thể xài để nâng bàn ghế này, nâng phụ kiện ở nhà nha. Rồi ngày hôm nay thì bên nhà bảo tiếp tục cập nhật thêm cho mình 500 cây đội gạch. Và nhiều anh chị mình á, cũng sợ là cái phần mà ba ti trụ này á, là thép không đặc, thì bên nhà bảo cam kết với anh chị mình á, là thép đúc nguyên khối như này luôn. Đó, có sẵn ba trụ nha anh chị nha. Rồi cân nặng từng cái đội gạch này thì lên đến là nửa ký, tức là 500 gram một cái anh chị cô chú nha. Có sẵn lò xo này để mình đẩy lên và phần xả đẩy xuống để cho mình xài. Rồi một cây đội gạch này có tổng cân nặng á, thì 500 gram có thể là nâng được tối đa lên đến là 60 ký nha. Thì mình cũng từ hao cho bảo một xíu, nâng 40-50 ký một cây này á, thì vô tư nha. Rồi ở gia đình thì mình nâng ba vật dụng đơn giản cực kỳ. Còn đi công trình đóng gạch men nè, ốp lát này kia thì rất là cần xài cái này luôn. Mức giá anh chị nào mua từng cái một như này là 38.000. Và nếu mình mua combo giúp bảo là 10 cây luôn là chỉ có 350.000. Tức 10 cây là một cây chỉ có 35.000 thôi à. Còn nếu mua lẻ từng cái là 38.000. Ngày hôm nay thì bên nhà bảo về rất nhiều nha. Mẫu chân đội gạch này nhà bảo bây giờ đã bán tới mấy nghìn cái rồi. Được anh chị cô chú mình ủng hộ rất là nhiều nha. Rồi anh chị nào mua về thì bảo hướng dẫn sơ cho mình xài nha. Có sẵn đế nè, rồi có ba chân, mình chỉ cần là bỏ phía dưới này thôi, rồi mình bóp công tắc nè, bóp phần mà cái mà nút bấm này nha, đó thì đơn giản bóp lên nè, rồi mình muốn xả xuống thì ở đây sẽ có một cây nút nè, rồi mình xả xuống đơn giản cực kỳ luôn, toàn bộ là thép nguyên khối cho mình, đó từ tay bóp nè cho đến ti và cho đến chân thì mình xài á đầy đủ tất cả luôn. Có 38.000 một cái thôi anh chị cô chú à. Nếu mua lẻ từng cái gia đình thì thông thường bảo bán là 2 cho đến 4 cái là về xài á, đơn giản cực kỳ luôn. Rồi thợ thay á thì mình mua cho bảo combo 10 cái luôn đi. Đó, tiết kiệm chi phí về đóng gạch ốp lát này kia, đơn giản cực kỳ. Tiếp theo bảo giới thiệu cho mình á mẫu súng bắn đinh hạt nổ đến từ nhà Kutan nha. Giá bây giờ hàng sale nên là rẻ vô cùng. Đó, chính hãng Kutan, hàng nội địa tung cho mình luôn. Mẫu này á đi kèm cho mình á là một tiếp dầu nè, kiếng nè, bao tay nè, một chổi vệ sinh, và kèm theo cho mình là một bộ đinh cộng lò xo kích nổ, để sau này mình xài lâu á mình thay vào cho bảo nha. Mức giá 450.000, bảo giảm cho mình 100, còn 350.000 là bán đã rất nhiều vô cùng. Thì ngày hôm nay anh chị nào mua thì bảo lại tiếp tục tặng thêm cho mình là 50 cây đinh khi mua một bộ súng bắn đinh hạt nổ này. Đó, để mình xài đinh này nhà bảo có bán đầy đủ cho mình nha. Nếu mà chưa có đinh hoặc là ít quá thì mình mua thêm. Rồi 1.200 một cây này, tổng quà tặng mua máy là 350.000, tặng 50 đinh rồi. Đó, thì anh chị nào mà làm công trình mình có thể mua nguyên một hộp như này là 200 cây nha, hoặc là 100 cây, giá chỉ có 1.200 đồng thôi, rất là rẻ, để mình tham khảo đặt mua nha. Rồi nhanh tay nha, đội gạch xài công trình gia đình đều được luôn, kích được 60 ký anh chị cô chú nha, ti đặc nguyên khối. Anh chị nào quan tâm thì nhanh tay bấm vào cho bảo qua ba số hotline để mấy bạn tư vấn cho. Bây giờ bảo xin kết thúc video về lô đội gạch tiếp tục 500 con, 500 cây tại đây.